Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đệ Tứ. Hôm nay chúng ta gặp nhau không phải trong một trận đấu liên quân nữa, mà có một cái sự kiện nó hơi bị hot. Và nó sắp sửa hot. Cái thời điểm mà nó hot sẽ là trong cái khoảng thời gian ngày 29 tháng 7. Sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ được công bố một cái chuỗi sự kiện khủng, với phần thưởng trị giá của nó là 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng. Vâng, các bạn không nghe lầm đâu. Chính xác là con số 1 tỷ đồng. Đây là một cơ hội hiếm có. Đó, theo một số nguồn tin chắc chắn, sắp tới Rana sẽ đầu tư rất mạnh để tri ân các bạn nha. Cho nên em cứ việc tham gia đi. Đây chính là cái sự kiện mở đầu mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Đồng hành cùng AWC. Một cái sự kiện mà chúng ta sẽ tiến hành ủng hộ, trao gửi những cái lời nhắn nhủ cho đội tuyển liên quân của Việt Nam chúng ta. Hiện tại đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thi đấu tại nước Mỹ đó anh em. Cho nên cần lắm sự ủng hộ đến từ tất cả các bạn. Khi mà các bạn tham gia sự kiện này, chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cái áo phông và cái áo khoác của đội tuyển luôn, của đội tuyển quốc gia luôn. Hàng xịn đó nha anh em. Đồng thời chúng ta sẽ được ghi tên trên ở đó, nghĩa là cái áo đó đó là tên của các bạn luôn. Bận cái áo đó vô là biết dừng rồi đúng không? Chúng ta sẽ click vào cái tham gia sự kiện nha. Đầu tiên các anh em cần phải điền cho mình một số thông tin như sau. Đó chính là họ và tên nè, địa chỉ nè, số điện thoại nè. Và chúng ta chọn cái mục mà chúng ta muốn nó hiển thị. Thông thường thì chúng ta sẽ hiển thị vào cái lời chúc thôi. Lời chúc thì nó dễ dàng hơn. Chỉ cần đưa một tấm ảnh lên đó rồi chèn một số lời chúc ở dưới là ok. Mình đang tiến hành những công tác điền thủ tục về cái địa chỉ cũng giống như là số điện thoại của cá nhân, để khi mà chúng ta trúng một cái giải đó thì họ sẽ tiến hành gửi về cho chúng ta ngay nha. Thì thông tin chi tiết các bạn có thể vào cái đường link sự kiện awc.liênquân.rana.vn nha. Nó có đầy đủ cho các bạn. Đây là những cái thông tin mình không có thể nào tiết lộ được nha. Đặc biệt là cái phần địa chỉ. Cái địa chỉ đó anh em ghi cho nó kỹ càng rồi nha. Nghĩa là chúng ta có thể miêu tả một cách chính xác luôn, để cho cái bộ phận chuyển phát đó họ chuyển đến nhanh gọn lẹ, họ không cần phải gọi điện rườm rà cho chúng ta. Ghi cho nó thật kỹ vào. Mình ví dụ nha. Ví dụ như là ở bạn ghi một cái địa chỉ nhà của bạn ra, rồi bạn nói ở đối diện ở đâu đó, chẳng hạn như là đối diện với bưu điện này nọ cái kiểu, kế bên quán nước bà Bảy, rồi kế bán bún bà Ba gì đó, vân vân. Làm thế nào cho nó rõ ràng và chi tiết nhất, khi cái bộ phận chuyển phát họ không cần phải gọi điện và nhắc nhở cho chúng ta. Cái đó là cái phong cách, cái cách mà ghi địa chỉ của Đệ Tứ mà khiến giúp cho cái bộ phận chuyển phát họ không cần phải gọi điện luôn. Trong cái trường hợp chúng ta vắng nhà hay gì đó, họ vẫn có thể giao được. Link Facebook thì anh em lưu ý là nhớ ghi thêm những cái chữ như là HTTP nha, hay chấm sẹt sẹt nha, để nó có thể hiển thị cái link rõ ràng. Khi mà chúng ta trúng giải gì đó, họ có thể liên hệ với chúng ta để mà báo cho chúng ta biết. Phần thưởng lần này nó chỉ mang yếu tố ý nghĩa thôi, là 2 chiếc áo, 1 chiếc áo khoác và lại 1 chiếc áo phông nha. Rồi chúng ta chọn một cái tấm ảnh trong thư viện của chúng ta. Đệ Tứ sẽ chọn tấm này đi. Tấm này mình vừa mới chụp luôn nè. Phần kế tiếp là phần quan trọng nè nha. Phần ăn điểm ở đây này, là chúng ta sẽ ghi cái lời chúc. Ở đây mình ghi rồi, mình sẽ chèn cái lời chúc vô đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái lời chúc của mình cho các bạn nghe nha. Chúc cho đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam lần này sẽ đại công cáo thành tại AWC. Hãy giữ vững cái ý chí và sức mạnh. Dẫu biết rằng team của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự, nhưng mình tin rằng với dòng máu lạc hồng đang chảy sôi sục, khao khát của chiến thắng trong mọi chàng trai trẻ sẽ giúp các bạn vượt qua được thử thách này. Tôi tin rằng với cái khó khăn nói trên, nó không thể làm đi trùng bước cái ý chí của các bạn, mà ngược lại, các bạn sẽ được tôi luyện trở thành những con người mạnh mẽ. Mình nghĩ rằng chiếc cúp quán quân AWC nó không quan trọng đối với chúng ta. Điều mà chúng ta cần quan tâm chính là phải cố gắng cho cả thế giới này biết được rằng chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta không hề thua kém họ. Họ làm được thì chúng ta làm được. Việt Nam quyết thắng. Các bạn hãy cứ vững tin, các bạn chính là những người ưu tú nhất đại diện cho cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam. Khi các bạn chiến đấu,
cũng là lúc hơn 90 triệu dân Việt Nam chúng tôi cùng chiến đấu. Các bạn không hề lẻ loi, không hề đơn độc, các bạn còn có chúng tôi. Dẫu chúng ta xa cách về mặt địa lý, nhưng chúng ta đều có chung một khao khát, có chung một ước mơ, chúng ta có chung một cái niềm tin Việt Nam sẽ vô địch. Đó chính là những cái lời chúc của đệ tử đó các bạn. Sau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái thủ tục, anh em sẽ bấm vào cái tham gia ngay nha, hiển thị ra cái thông báo chúc mừng vậy nè. Vậy là bài thi của chúng ta nó đã hiển thị trên cái phần là bài dự thi rồi đó anh em ơi. Có thể là nó sẽ hiển thị ra ngay, mà cũng có thể là một khoảng thời gian sau. Rồi chắc chắn là vậy rồi. Một khoảng thời gian sau tầm khoảng chừng 5 phút bài dự thi của các bạn sẽ được hiển thị lên. Và các bạn muốn tìm kiếm và biết xem số điểm của chúng ta là bao nhiêu, chúng ta có thể nhập cái tên chúng ta cho đó. Ví dụ mình tên là Vương Thành Phát thì mình sẽ nhập cái từ khóa là Vương Thành Phát để kiểm tra xem mình được bao nhiêu điểm nha. Số điểm càng cao thì cái cơ hội các bạn nhận được cái phần quà nó càng nhiều nha. Đó là như vậy. Anh em lên đăng ký, bấm vô cái chữ tăng điểm cho tôi nha. Rồi ủng hộ tôi với nha. Nhập từ khóa Vương Thành Phát rồi ủng hộ tôi nha. Xin cảm ơn anh em. Ngày hôm nay đệ tử chỉ giới thiệu với các bạn là như vậy thôi. Giới thiệu cho các bạn cái phần nhỏ của sự kiện thôi. Hãy chờ đi, tới ngày 29 tháng 7 sẽ ra một chuỗi sự kiện bùng nổ của Liên Quân Mobile trị giá 1 tỷ đồng. Cảm ơn anh em đã xem cái bài thông báo này của đệ tử nha. Và bây giờ cho phép tôi xin thêm 4 phút để chèn cái nhạc remix vô nha, cho đủ 10 phút nha bà con. Và bây giờ sẽ đến phần nhạc remix nha. Let's go. Ngọt lắm lúc em nắm đôi tay và hơi sớm mai yêu chí anh đây. Từ khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nơi sớm mai âm vẫn trở về, còn tiếng vang tiếng ca vui cười vì em muốn niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên anh đời. Anh yêu em nhiều lắm và anh sẽ nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm, không như gió mây thoáng qua. Hãy đưa đôi tay anh nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trong năm. Hãy đôi môi lên bờ môi để đôi mi nhắm. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em không thể phai phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mà rồi. Vì yêu em xa em quanh anh chỉ còn lại bóng tối. Không chỉ vì anh quá yêu em nên anh mới ngỏ lời. Không chỉ vì anh đã mơ về một tương rồi. Cũng chỉ vì anh người ơi, biết rằng không thể nhưng anh vẫn đợi. Cùng em dòng trời khắp một nơi người anh yêu ơi. Chờ đợi ngày mai chờ, chờ một ngày tương lai chờ. Ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi. Bây giờ em cất bước đi mà anh chẳng thấy kiếm tìm. Vì sao không nghĩ suy, vì sao anh cứ đắm chìm. Lệ hoen cay que mì gió đông xa lại mút con tim. Nhưng ngọt ngào xưa nay cũng chỉ là kỷ niệm. Dài như anh lặng im, em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt. Ngày thơ đó em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ đợi chờ. Đôi mắt ngoan em ngại ngùng ngó sang anh thẫn thờ bơ phờ. Đôi mắt mơ anh xấu xí chứ không xấu xa, nên sẽ không bao giờ trôi cha. Xấu xí chứ không xấu xa, khi đã yêu là không thể phôi pha. Xấu xí chứ không xấu xa, yêu cùng yêu vui cùng vui mà đau cùng đau. Bằng tất cả thứ anh có anh đã cho. Xong về khó lắm, con tim hao gầy lắm trong tình yêu đông đầy. Hãy để anh chứng minh cho em thấy, anh biết anh chẳng thể bằng người nào đã cho em thật nhiều lời ngọt ngào cũng như gió mây bay thoáng qua thôi em mà. Một ngày em sẽ nhận ra khi em là mama, còn anh là papa. Khẳng định cho em nghe một câu này em nhé, là người yêu anh nhé. Tình
yêu anh nhé bay ba. Chẳng được mấy lâu lại phải xa cách nhau, có nên nỗi đau khi cơn mưa ngâu vội vỡ, đêm về lại mơ sớm dài lại bờ và còn xa anh. Em hãy chấp nhận một người thành thật mới yêu em, chỉ cần được lại gần em là tất. Suy tư tan dần, nhiều lần anh lo sợ mất đi hình bóng thân quen, xinh như là tiên thần. Đừng ân hận đắn đo chỉ vì em là nhất. Anh biết anh chẳng thể bằng người nào đã cho em thật nhiều lời ngọt ngào cũng như gió mây bay thoáng qua thôi em mà. Một ngày em sẽ nhận ra khi em là mama, còn anh là papa. Khẳng định cho em nghe một câu này em nha, anh sẽ suy chứ không sẽ sao. Triệu làm vợ anh nhé.